Vâng, các bác có thể nhìn ngắm và chiêm ngưỡng về cái bộ sản phẩm này mọi người ạ. Đây là một trong những bộ bàn ghế trong thời gian vừa qua được cơ sở em bán cực kỳ là chạy, và trong năm 2021 và tới năm 2022 này vẫn được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, đó chính là bộ bàn ghế Âu Á Chương Cuốn Thư. Và bộ sản phẩm này hiện tại thì em đang làm vách trơn, và bộ gồm là 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn quan. Với bộ sản phẩm này thì em đang làm mẫu hàng là khung tranh dày 4 phân, ván mặt thì dày là 2 phân và yếm cũng làm dày 4 phân. Hoàn toàn thì đều được chọn vân tất cả mọi người nhá. Các bác có thể nhìn cũng như là về chiêm ngưỡng về cái bộ sản phẩm hàng trơn đây. Đấy, vân cực kỳ là đỉnh cao luôn. Mọi người có thể nhìn ngắm này. Về từ chiếc đoàn sang chiếc bàn và tới những chiếc đôn, đến cả ghế đơn thì đều được tôi sở anh em chọn vân hoàn toàn. Đấy, các bác có thể nhìn ngắm và chiêm ngưỡng này. Và bộ sản phẩm này thì em đang làm phần mộc thô và là hàng dày, hàng siêu VIP mọi người ạ. Với toàn bộ những cái phần trên trương này thì em đang làm là trương, là trương liền. Trương thì toàn bộ làm là trương liền nguyên khối và là hàng cột điền dày 7 phân, hơn những cái sản phẩm thông thường, bình thường chỉ là 6 phân mà thôi. Cột dày 7, trương liền. Vách thì toàn bộ là vách trơn và được chọn vân hết. Vách thì dày là 2 phân rưỡi, các bác có thể nhìn ngắm mà chiêm ngưỡng này. Bộ sản phẩm mà vân nó quá đẹp và quá đỉnh cao, đến từ những chi tiết cái ván. Ván thì cơ sở em lọc lựa hoàn toàn, xương dày 5 phân. Te là mẫu là te hộp và hàng để trơn. Những điểm bộ sản phẩm này em để trơn toàn bộ và được chọn vân. Các bác nhìn nó chiêm ngưỡng kìa, ngay từ những phần te bên cạnh này. Và mặt tiền thì đục là cá chép. Đấy, các bác lại nhìn ngắm mà chiêm ngưỡng khung tranh này. Dày 4 phân, ván mặt ghế 2 phân. Đấy, và bên cạnh là cái bàn. Bàn thì cơ sở em làm cực kỳ là to. Bàn thì có chiều rộng là 81 và chiều dài là 1m57. Ván bàn là liền nguyên một tấm và được chọn vân. Đấy, các bác nhìn đường vân này, một cái gọi là đẹp mê đi, đẹp long lanh. Và bộ sản phẩm này thì đang kê với không gian diện tích, với chiều dài là 2m rưỡi, chiều ngang là 3m các bác nhé. Đấy, và bộ sản phẩm này mà khách hàng mà phòng khách mà rộng lên đến từ 10 đến 15 mét vuông kê cực kỳ là hợp lý và sang trọng. Với kích thước chiều dài của đoàn thì cơ sở em đang làm dài là 2m50, sâu thì là 63. Đấy, sâu là 63. Với những sản phẩm hàng đặt nó sẽ kích thước nó sẽ to hơn. Mẫu là cột, là cột 10. Cột là cột 10, trương liền, cột liền. Đấy, trương bình thường sẽ chấp vào đây này, nhưng bộ sản phẩm này làm trương liền với cột luôn. Bên cơ sở em ghép mộng cực kỳ là bén, nhìn nó đẹp long lanh. Đấy, các bác phải chiêm ngưỡng. Đấy, bàn thì kích thước 81 x 1m57 và có văn kéo và được là bàn để trơn. Đôn kẹp thì rộng đi theo chiếc bàn là rộng là 45 và chiều dài là 81. Đôn cực kỳ là to, các bác nhìn này, từng khung tranh này, những cái phần quay đố này cơ sở em đều được xoay huỵch toàn bộ nhá, xoay huỵch toàn bộ rất chắc chắn. Yếm thì toàn bộ làm dày 4 phân hết. Đấy, đây. Và bên cạnh là hai chiếc ghế đơn. Với bề ngang của ghế thì cơ sở em đang làm rộng là 95, sâu thì cũng là 63 và cao thì là 1m20. Đấy, các bác có thể nhìn ngắm về chiếc ghế đơn này, vân quá đẹp luôn. Đấy ạ. Đấy, quay tổng quan cho các bác thể chiêm ngưỡng về cái sản phẩm mà đồ gỗ Gia Thịnh mới dựng xong, phần mộc thô. Đấy ạ. Vân cực kỳ là đỉnh cao, nhìn này, từ trên xuống dưới nét căng nét. Đấy, và bộ sản phẩm này thì các bác nào đang yêu thích những cái sản phẩm Âu Á hộp và những cái sản phẩm hàng trơn thì có thể liên hệ với đồ gỗ Gia Thịnh em qua số điện thoại là 0965 628 633. Và cơ sở em thì ở tại là thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và rất nhiều các mẫu mã sản phẩm về hàng các bác có yêu thích thì có thể về trực tiếp tại cửa tham quan mua sắm các bạn mọi người nhé. Em xin kính chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.